Lan Anh xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Risto. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 25 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Ha ha, Diệp Bắc Minh cười. Ăn vốn không thiếu tiền, chị bà Sadako thấy vậy, bò lên từ mặt đất giống như một con mèo hoang, phủ phục dưới chân Diệp Bắc Minh. Cô ta còn đặc biệt áp sát bộ ngực của mình xuống. Giơ mông thật cao, làm thành đường cong chữ S trên mặt đất. Rồi dùng bên má của mình cọ vào mu bàn chân của Diệp Bắc Minh. Ăn Diệp, tôi có đẹp không? Nếu được, bây giờ anh có thể hưởng thụ tôi. Kể cả ở ngay nơi này cũng được, càng kích thích, đúng không? Cô gái này cố ra vẻ kiều diễm quyến rũ, muốn mê hoặc anh. Cô đang làm gì thế hả? Diệp Bắc Minh dậm chân, một luồng chân khí nổi lên. Phập! Chibe Sadako bị đá bay ra đường, đập lên tường, phụt! Miệng cô ta phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tái nhợt, vội vàng bỏ quay lại, quỳ dưới chân Diệp Bắc Minh, run rẩy nói. Anh Diệp Bắc Minh xin tha mẹ, anh không cần tiền, cũng không cần tôi, rốt cuộc anh muốn gì? Diệp Bắc Minh hỏi thẳng. Cô muốn chiếc đỉnh này để làm gì? Việc này... Chibe Sadako tỏ ra khó xử. Phập, Diệp Bắc Minh vốn không biết thương hoa tiếc ngọc, giơ chân đạp một cái. Chibe Sadako kêu thảm lên một tiếng, lại bay ra ngoài. Đập ra một khe nứt trên tường. Cô gái này cũng là võ giả, thực lực không cao, khoảng cấp địa. Nếu là người bình thường, với cú đẹp này, cô ta đã chết từ lâu rồi. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng vô tình. Cơ hội thứ hai, hoặc là nói, hoặc là chết. Tôi nói, Chibe Sadako sợ mất vía. Người đàn ông Long Quốc trước mặt đúng là một tử thần. Đó là đỉnh than mộc, được làm từ gỗ sét đánh. Vô cùng hiếm có, là do một thuật sĩ luyện đan nào đó của Long Quốc cổ đại để lại. Gia tộc Chibe chúng tôi đã triệu tập rất nhiều thầy luyện đan, dựa vào phương thức luyện đan trong tay họ. Chỉ cần luyện số lượng lớn đan dược thì có thể bồi dưỡng ra võ giả liên tục không hết. Diệp Bắc Minh cau mày. Các người cần nhiều võ giả thế làm gì? Chibe Sadako run run nói. Vì một kế hoạch khác. Kế hoạch gì? Diệp Bắc Minh cảm thấy không ổn. Chibe Sadako run rẩy, cắn răng nói. Xâm lược Long Quốc. Cái gì? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh lập tức trở nên lạnh băng vô tình. Đảo quốc Đông Doanh vẫn có dã tâm này. Các người có kế hoạch gì? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Chibe Sadako. Chibe Sadako tê dại ra đầu. Cô ta biết nếu mình không nói thật thì sẽ bị Diệp Bắc Minh giết chết thẳng tay. Người đàn ông này sẽ không khách sáo, chỉ có thể nói. Nhiệm vụ của gia tộc Chibe chỉ là giao dịch làm ăn với người Long Quốc. Sau đó thành lập thương hội, thiết lập quan hệ lợi ích với họ. Một số gia tộc lớn của Long Quốc cũng đã có quan hệ lợi ích với gia tộc Chibe. Nhiệm vụ cấp cao hơn chỉ có bố của tôi biết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một lúc, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho bác sư tỷ Long Đô. Trong một khu viện xa hoa nào đó, Lục Tuyết Kỳ vươn vai nhận điện thoại của Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, đến Trung Hải rồi à? Ha ha ha, muốn vậy rồi mà còn gọi cho sư tỷ. Có phải nhớ tỷ rồi hả? Giọng ấm áp. Diệp Bắc Minh trực tiếp nói chuyện của Chibe Sadako. Cái gì? Lục Tuyết Kỳ xẹp một cái ngồi thẳng dậy, trong con mắt lóe lên tia lạnh băng. Mấy giây sau cô ấy mới nói. Tiểu sư đệ, tình báo này rất quan trọng. Tỷ phải báo cáo lên cấp trên ngay lập tức. Thật không ngờ, đệ vừa mới trở thành thiếu soái của Long Hồn đã lập được công lớn như vậy. Sự việc quan trọng, không nói chuyện nữa nhé. Diệp Bắc Minh gật đầu. Được sư tỷ, tiểu sư đệ, chúc ngủ ngon. Lục Tuyết Kỳ vội vàng tắt máy. Diệp Bắc Minh nhìn sang Chibe Sadako, tiễn cô lên đường. Yamete, Chibe Sadako sợ đến mức buột miệng nói tiếng mẹ đẻ. Cô ta kinh sợ hét lớn. Chủ nhân, tôi nhận ăn làm chủ nhân. Nhận tôi làm chủ nhân. Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát. Nổi hứng thú nhìn Chibe Sadako. Cô là người Đông Doanh, nghe nói các cô có tinh thần võ sĩ đạo, vô cùng trung thành với gia tộc. Mẹ cô lựa chọn phản bội gia tộc ư? Chibe Sadako hơi tái mặt. Cô ta cắn môi đỏ đến gần nhỏ máu. Người Đông Doanh chúng tôi không thể tự nắm giữ số phận của mình. Cho dù tôi là Chibe Sadako, là cô cả của gia tộc Chibe, tương lai cũng trở thành công cụ liên hôn. Vừa nãy chiêu mà tôi thi triển ra với chủ nhân là tôi học được trong gia tộc từ nhỏ. Diệp Bắc Minh hơi suy nghĩ. Đảo quốc Đông Doanh thực sự có truyền thống này. Phụ nữ nước bọn họ có địa vị rất thấp. Cho dù là cô chủ của gia tộc lớn, cuối cùng cũng sẽ trở thành đồ chơi trong tay kẻ có quyền. Nếu nhận Chibe Sadako làm nô bộc,
Có lẽ có thể lợi dụng gia tộc Chi Ba tìm kiếm tin tức của mẹ. Được, bắt đầu từ bây giờ, cô là nô bộc của tôi. Diệp Bắc Minh dứt khoát nhanh gọn. Sadako, bái kiến chủ nhân. Chi Ba Sadako rất kích động, liên tục dập đầu. Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, rút ra kim châm, đâm vào trong cơ thể của Chi Ba Sadako. Tôi cắm quỷ môn thập tam châm vào trong cơ thể của cô. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải nghe theo lệnh của tôi. Nếu không, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nếu không tin, cô có thể phản bội tôi. Không sao. Chi Ba Sadako ngẩng đầu, vẻ mặt chấn kinh. Cái gì? Quỷ môn thập tam châm? Diệp Bắc Minh đã đi đến đầu ngõ từ lâu. Chỉ còn lại Chi Ba Sadako quỳ tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng lưng của Diệp Bắc Minh, như nhìn tử thần. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi con ngõ. Còn chưa đi xe thì nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau. Hai người đàn ông da trắng cao 1m90 đang đánh một người Long Quốc ở một quán đồ nướng bên đường. Có một vài người qua đường rải rác trên phố, không dám can ngăn giúp đỡ. Có người cầm điện thoại quay video. Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhìn ra được thực lực của hai người đàn ông da trắng này là võ giả cấp địa. Diệp Bắc Minh bước nhanh về phía trước, đẹp hai người đàn ông da trắng này bay ra ngoài. Bọn họ nằm trên mặt đất, đau đớn kêu rên. Sau khi nhìn thấy rõ người ra tay, gào lên. Phắc phắc phắc. Heo da vàng, mày dám đánh bọn tao? Mày có biết bọn tao là ai không? Hai người đàn ông da trắng uống quá nhiều. Sau khi đứng dậy, tức giận chỉ thẳng vào Diệp Bắc Minh mắng mỏ. Diệp Bắc Minh không nhìn bọn họ, mà dìu chủ quán đứng dậy. Cảm ơn, ăn mau đi đi, đừng chọc vào phiền toái. Chủ quán vội vàng cảm ơn, nhanh chóng thu dọn quầy hàng, chuẩn bị rời đi. Anh ta rất trẻ, trông chỉ mới 20 mấy tuổi. Đeo kính. Lịch sự nhã nhặn, nhưng trên mặt lại đầy bầm tím. Cơ thể Diệp Bắc Minh chấn động. Hầu tử, cậu là hầu tử. Chàng trai ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh ngẩn ra. Anh là... Anh Diệp, anh không chết. Tốt quá rồi, nhà anh xảy ra chuyện. Tôi còn đi tìm anh đấy, nhưng bị một số người đe dọa. Chàng trai tên Vương khinh hậu. Bọn họ nối khố từ thời tiểu học, cấp 2, cấp 3. Quan hệ của hai người rất tốt, có thể nói là mặc chung một cái quần lớn lên. Bố hầu tử thường nói, Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, thế là đặt cho hầu tử cái tên như vậy. Diệp Bắc Minh thấy hơi kỳ lạ. Không phải, cậu thi đỗ đại học Trung Hải sao? Xảy ra chuyện gì? Sao lại bày quầy bán thịt nướng ở Long Đô này? Anh Diệp, tôi... Trợ giúp trong nhà, hầu tử cười nói. Vẻ mặt hơi chua xót, có chút xấu hổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Ở trước mặt anh em, anh ta không muốn nói ra quá khứ của mình. Diệp Bắc Minh sầm mặt lại. Thành tích của Vương Khinh Hậu rất tốt, thi đậu Đại học Trung Hải, bây giờ cũng nên tốt nghiệp rồi. Một sinh viên tốt nghiệp Đại học Trung Hải, thế mà lại bày quầy bán ở đồ nướng ven đường, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Phắc, heo da vàng, bọn tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe hay không? Một người đàn ông da trắng chửi mắng vài câu, sau đó đi tới. Người đàn ông da trắng còn lại đi theo phía đằng sau, hung hăng hùng hổ. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh lẽo. Hầu tử, đợi lát nữa chúng ta ôn chuyện. Ăn Diệp, ăn mau đi, những người nước ngoài này khó đối phó lắm. Hầu tử thấy Diệp Bắc Minh muốn ra tay, cực kỳ sợ hãi. Diệp Bắc Minh cười. Ha ha ha, đây là Long Quốc đấy hầu tử. Đây là Long Quốc. Cơ thể hầu tử chấn động, theo bản năng giơ cao nắng đấm. Đúng vậy, đây là Long Quốc. Heo da vàng, con mẹ nó, mày đi chết đi. Một người đàn ông da trắng xông lên, tung quyền đấm vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ chân đẹp vào đầu gối người này, răng rắc. Một tiếng vang giòn. A! Người đàn ông da trắng kêu như heo bị chọc tiết. Ôm đầu gối nằm trên mặt đất kêu rên thảm thiết. Trong nháy mắt tỉnh rượu. Chân của tao, phắc, chân của tao. Người đàn ông da trắng còn lại thấy đồng bạn bị đánh gãy chân cũng tỉnh táo lại. Người Long Quốc, võ giả. Bọn tao tới tham gia đại hội quần võ, mày dám đánh bọn tao bị thương. Diệp Bắc Minh sầm mặt. Nơi này là Long Quốc, mày đánh người Long Quốc ngay trên đường cái Long Quốc, đáng phải chịu trừng trị. Vừa dứt lời, Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt hai người này. Người đàn ông da trắng này còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Bắc Minh giơ chân quét ngang. Răng rắc, hai tiếng vang giòn. Hai chân biến dạng, bị vặn thành đường cong kinh khủng. A, fuck! Người đàn ông da trắng kia đau đớn kêu rên chỉ vào Diệp Bắc Minh. Người Long Quốc, hãy đợi đấy. Bạn của tao là cấp trên, sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Bắc Minh đi đến trước mặt người này, lại giơ chân, đẹp gãy ngón tay chỉ vào mình kia. Cho mày 1 phút gọi điện thoại,
gọi người của mày đến đây. Mày đợi đấy, dù sao cũng là võ giả cấp địa, cố nén đau nhức kịch liệt khi bị gãy chân tay, dùng cánh tay còn lại lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại, nói ra tình huống và địa chỉ của mình. Gọi xong rồi chứ? Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười một tiếng, đi lên trước đạp gãy nốt cánh tay cuối cùng của hắn ta. Sau đó kéo người này giống như kéo một con chó chết đến bên cạnh đồng bạn của hắn ta, rồi ném xuống đất như ném rác. Trở lại trước quầy đồ nướng, hầu tử sợ ngây người, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Ăn Diệp, ăn, ăn tập võ, mặn quá đi. Hầu tử kích động run rẩy cả người, nước mắt đã quăn hốc mắt. Bọn họ ức hiếp người quá đáng. Diệp Bắc Minh an ủi một câu. Được rồi, có tôi ở đây, không ai dám ức hiếp cậu. Hầu tử lau nước mắt. Dạ, ăn Diệp, ăn trở về từ lúc nào? Cậu không nghe nói chuyện ở Giang Nam? Diệp Bắc Minh nghi ngờ hỏi. Hầu tử lắc đầu. Không, không nghe nói. Giang Nam sao vậy? Diệp Bắc Minh thầm cảm thán một tiếng. Hầu tử đã bị cuộc sống vùi dập, mỗi ngày bán thịt nướng, nào có thời gian nghe ngóng chuyện xảy ra ở Giang Nam. Nơi mà bây giờ hầu tử đang sống chỉ là một thành phố bình thường. Ngoài việc một ngày ba bữa, nuôi sống gia đình ra thì cũng không nghe được tin tức mới gì. Diệp Bắc Minh cười một tiếng. Không, không có gì. Hầu tử đột nhiên giật mình kêu lên. Ăn Diệp, ăn mau đi, mau đi. Ăn đánh người của Hùng Quốc thì sẽ bị bắt. Hầu tử hô lớn. Diệp Bắc Minh vỗ bả vai hầu tử bảo anh ta yên tâm. Yên tâm đi, mấy người Hùng Quốc không động nổi tôi đâu. Một luồng nội lực rót vào trong cơ thể hầu tử, khiến vết thương của anh ta chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Thật không? Hầu tử ngây người, Diệp Bắc Minh cười nói. Tôi lừa ăn bao giờ chưa? Còn có thể động được sao? Nấu mấy món ăn, chúng ta uống mấy ly, chờ người của Hùng Quốc đến. Được, được, được. Hầu tử kích động gật đầu, nhanh chóng nấu mấy món ăn mang qua, mở thêm một bình rượu trắng. Hai người uống rượu và thảo luận chuyện quá khứ, hầu tử càng nói càng hưng phấn. Diệp Bắc Minh hỏi. Đúng rồi, không phải anh thi đỗ Đại học Trung Hải à, sao lại đi nướng thịt? Nụ cười hầu tử đọng lại, uống liền một hơi hớp rượu trắng, im lặng. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Sao vậy, có phải xảy ra chuyện không? Không, không có. Ánh mắt hầu tử có chút né tránh. Anh ta vì không muốn để Diệp Bắc Minh lo lắng, cưỡng ép nặn ra một nụ cười. Ai da, ăn Diệp, đừng lo mà. Sẹp thịt nướng này của tôi khá ổn. Muốn bày ra thì bày. Một ngày có thể kiếm được 300-400. Cuộc sống tạm coi như làm ăn thuận lợi. Mẹ nó. Bố ăn làm việc vất vả nuôi ăn đi học. Mẹ ăn làm trong nhà máy. Một tháng kiếm được có hơn 2.000. Diệp Bắc Minh không nhịn được chửi thề. Mười mấy năm đi học, ăn học cái gì? Sinh viên đại học Trung Hải ở đây nướng thịt, có nhà không về. Con mẹ nó, ăn gọi cái này là làm ăn thuận lợi. Nếu như không phải ăn em, sao có thể mắng như vậy? Ăn Diệp, hầu tử mím môi, rất oan ức. Nước mắt đảo vòng quanh trong hốc mắt, Diệp Bắc Minh chìa tay, nắm bả vai hầu tử. Có chuyện gì? Nói, tôi làm chỗ dựa cho ăn. Ăn Diệp. Hầu tử hoàn toàn không kiềm chế nổi nữa, nói ra chuyện của mình. Sau khi hầu tử lên đại học, thành tích xuất sắc vượt trội, năm thứ nhất, thứ hai đại học đạt được học bổng, tiến vào hội sinh viên. Lên năm ba đại học đã trở thành danh nhân trong trường học, khi đó còn yêu đương với hoa khôi của khoa. Ba chữ vương khinh hậu ở Đại học Trung Hải cũng xem như rạng rỡ một thời. Sau đó hầu tử mới biết, có một cậu kẻ nhà giàu theo đuổi bạn gái khi đó của anh ta. Cậu kẻ đó vốn không cần mặn, cứ thế theo đuổi. Nhưng khi cậu kẻ nhà giàu đó biết được hoa khôi của khoa đồng ý hầu tử làm bạn gái của anh ta thì lập tức nổi điên. Buổi tối hôm đó hắn tìm người đánh hầu tử phải nhập viện. Hầu tử không dám nói cho gia đình, sợ bố mẹ lo lắng. Nằm trong bệnh viện 3 tháng sau khi xuất viện, anh ta lại nhận được xử phạt của trường, nói rằng anh ta nghỉ học không lý do, muốn hủy bỏ thành tích học tập của anh ta. Sắp lên năm tư đại học rồi, hầu tử nào chịu được giày vò như vậy, khó khăn lắm mới học bù lại chương trình. Cậu kẻ đó lại tìm đến ăn gây phiền phức, vu oan cho hầu tử thi cuối kỳ ăn gian. Bạn gái của hầu tử cũng trong thời gian này đang nói cho hầu tử biết cô ta và cậu kẻ kia đang chơi trò chủ tớ. Cậu kẻ đó đích thân hạ lệnh muốn cô ta và hầu tử ở bên nhau, nếu không làm sao có thể để ý đến một tên nhà quê ở vùng đất nghèo xa xôi này. Khoảnh khắc đó khiến nhận thức tình yêu của hầu tử sụp đổ, lòng như tro tàn. Sau đó hai người thường xuyên ở khắp nơi trong trường học làm nhục hầu tử ngay trước mặt mọi người, buộc anh ta phải quỳ xuống dập đầu, bò bốn chi trên đất giống chó. Hầu tử nhẫn nhục chịu đựng chỉ để lấy được bằng tốt nghiệp.
Nhưng ngày tốt nghiệp, nhà trường mới nói cho anh ta biết thành tích của anh ta không hợp lệ, không có bằng tốt nghiệp. Hơn nữa, không cho anh ta cơ hội học lại, trực tiếp xóa bỏ học bạ của anh ta ở Đại học Trung Hải. Giờ phút này, bầu trời của Hầu Tử sụp đổ. Anh ta cũng chỉ là một người bình thường, dựa vào thân phận sinh viên của một trường đại học nổi tiếng mới có tương lai. Bây giờ cái gì cũng mất hết. Người phụ nữ đó, cô ta lừa dối tình cảm của tôi. Tôi thừa nhận là tôi quá ngu xuẩn. Bọn họ bảo tôi quỳ xuống, tôi cũng quỳ. Bảo tôi dập đầu nhận sai, tôi cũng làm. Bảo tôi không có tôn nghiêm học tiếng chó sủa, tôi cũng nhận. Tôi chỉ là một người bình thường. Vương Khinh Hậu, tôi là một người rất bình thường thôi mà. Tôi muốn sống tốt hơn một chút, muốn bố mẹ mình thoải mái hơn. Tại sao phải nhắm vào tôi? Tại sao chứ? Tôi làm gì sai? Hu hu hu, ăn diệp, bọn họ hu 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 bắt nạt tôi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chứ? Hầu Tử lớn tiếng gào thét, giống như mang bao nhiêu oán hận những năm nay phát tiết ra ngoài. Diệp Bắc Minh nghe xong những gì Hầu Tử đã trải qua, ăn kích động muốn giết người. Anh em mình lại bị một trò chơi chủ tớ hủy hoại. Cậu kẻ kia là ai? Diệp Bắc Minh lặng giọng hỏi. Hầu Tử lắc đầu. Anh Diệp, đừng nói nữa. Nói ra tôi cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nói. Hầu Tử cầu xin Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, thật sự là đừng hỏi nữa. Nhà bọn họ quá đáng sợ. Tôi đã tìm hiểu qua rồi. Kiếp sau nữa, hay kiếp sau nữa nữa của Vương Khinh Hầu tôi cũng không phải đối thủ của nhà bọn họ. Con mẹ nó, tôi cũng chỉ là một con chó. Go go go, ha ha ha. Bốp, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, sáng một cái tát vào mặt Hầu Tử. Hầu Tử, anh phấn chấn lên một chút, đừng vứt bỏ tôn nghiêm. Anh Diệp, hu hu hu. Hầu Tử nằm trên bàn, khóc rống lên. Nhà họ Quân, hắn là người của nhà họ Quân. Hắn tên Quân Vô Tà. Quân Vô Tà đó, ha ha ha. Anh Diệp, Quân Vô Tà, anh biết không? Cậu kẻ đứng đầu Trung Hải, trường học đều sợ bọn họ. Hầu Tử tự giễu cợt cười to. Cuối cùng Diệp Bắc Minh đã hiểu vì sao Hầu Tử lại như vậy. Nhà họ Quân đúng là nhân vật khổng lồ đối với người như Hầu Tử. Nhà họ Quân, ha ha, Diệp Bắc Minh cười. Anh vỗ vai Hầu Tử. Đi, chúng ta đến nhà họ Quân. Cái gì? Hầu Tử ngây người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, anh... Tôi dẫn anh đi báo thù, Diệp Bắc Minh cười nói. Báo thù? Hầu Tử còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh uống say nói đùa, anh ta buồn bã bật cười. Anh Diệp, tối muộn rồi, báo thù gì chứ, về thôi. Diệp Bắc Minh kéo tay anh ta chậm rãi đứng dậy. Báo thù không để qua đêm. Hét! Đúng lúc này tiếng phanh xe truyền tới. Một chiếc xe xúc đỗ bên đường, một đám nam nữ xe trắng bước từ trên xe xuống. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn sang, thu hết tất cả tu vi của bọn họ vào trong tầm mắt. Một đại tông sư, ba tông sư võ đạo, mười mấy võ giả cấp thiên. Bọn họ vừa xuống xe liền nhìn thấy đồng bọn của mình, tứ chi bị cắt đứt, đau đớn kêu rên nằm trên đất. Thomas, Peter, là ai đánh hai người thành như vậy? Những người da trắng mặt biến sắc. Ác, quá độc ác, tay chân đều bị gãy, xương đâm chảy máu thịt, máu tươi chảy ròng. Con lợn da vàng kia, chính là hắn. Thomas bò dậy, chật vật nhìn Diệp Bắc Minh. Tên đại tông sư da trắng sắc mặt lạnh lẽo, dẫn người bao vây, cũng chẳng buồn hỏi, trực tiếp hạ lệnh. Giết! Một tông sư võ đạo da trắng ra tay, toàn thân đều là cơ bắp, còn mạnh hơn cả một con trâu, một quyền đánh ra. Một quyền mang theo cuồng phong, không chút hạ thủ lưu tình đánh về phía ngực Diệp Bắc Minh. Nếu thực lực của Diệp Bắc Minh không bằng đối phương, một quyền này tất nhiên sẽ đánh chết anh. Tôi giữ lại một mạng cho đồng bọn các người. Các người đến còn chưa hỏi tình hình mà đã giết người rồi sao? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, anh giơ tay nắm thành quyền. Bốp! Một tiếng vang cực lớn, tên tổng sư võ đạo da trắng và Diệp Bắc Minh đối quyền với nhau, cánh tay máu thịt mơ hồ, lại nổ. Võ giả da trắng khét mặt đầy khiếp sợ nhìn sang. Ôi trời đất ơi, sức mạnh quá khủng khiếp. Mẹ nó, tổng sư võ đạo da trắng kêu thảm thiết một tiếng, còn lợn da vàng đáng chết này. Đột nhiên, cánh tay còn lại của tông sư võ đạo da trắng chìa ra, đấm về phía đầu Diệp Bắc Minh. Trưởng phong ác liệt, mang theo tiếng phá không, Diệp Bắc Minh hời hợt giơ tay nắm cổ tay hắn. May, con người tông sư da trắng co rút lại, một giây kế tiếp, tay Diệp Bắc Minh dùng sức lắc. Một tiếng giòn rẽ rắc rắc, cánh tay tông sư da trắng bị gãy, xương chọc thủng bắp thịt lộ ra ngoài. A! À!
Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị làm thịt truyền tới. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Bây giờ ai mới là lợn? Thả hốc gớt ra. Đáng chết, mày là ai? Bọn tao là người của Hùng Quốc đến Long Quốc tham gia đại hội quân võ. Sao mày dám? Mấy người Hùng Quốc liên tục mở miệng gào thét, uy hiếp Diệp Bắc Minh. Đột nhiên Diệp Bắc Minh chìa tay, đánh một quyền vào ngực Hugo. Bốp! Hugo vốn không ngờ rằng Diệp Bắc Minh ra tay giết mình. Hắn mặt đầy khiếp sợ bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, chết. Mày thật sự dám giết người Hùng Quốc bọn tao? Những võ giả Hùng Quốc kia sau khi nhìn thấy cảnh này liền có chút hoảng hốt. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, từng bước đi về phía bọn họ. Nơi này là Long Quốc, người Hùng Quốc thì sao? Sắc mặt đại tông sư Hùng Quốc kia nghiêm trọng, ngừng tụ ra chân khí. Thanh niên Long Quốc này, mày tự tìm cái chết rồi, chết cho tao. Diệp Bắc Minh đột nhiên nhảy lên, lập tức nhảy lên 30 mấy mét. Đám võ giả Hùng Quốc đều sợ ngây người. Cho dù là tông sư võ đạo cũng không nhảy được đến độ cao 30 mấy mét. Bốp! Trong ánh mắt chấn động của bọn họ, Diệp Bắc Minh rơi xuống. Xuất hiện trên đỉnh đầu đại tông sư Hùng Quốc, một cước đẹp tới. Đại tông sư Hùng Quốc giơ tay ngăn cản. Tiếng rắc rắc vang lên một tiếng, hai cánh tay hắn nổ tung. Phốc! Hai chân chịu một luồng lực lớn, đầu gối cong lại, quỳ xuống đất, nền xi măng nổ tung. Đại tông sư da trắng cảm thấy mình giống như bị ngọn núi đè. Một giây kế tiếp, bùm, một cước của Diệp Bắc Minh rơi trên đầu hắn. Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu rồi chết. Một đại tông sư Hùng Quốc cứ như vậy mà chết. Những người Hùng Quốc khác nhìn thấy vậy, bị dọa sợ tè ra quần, xoay người bỏ chạy. Ma quỷ, thanh niên Long Quốc này là ma quỷ. Diệp Bắc Minh không hề đuổi theo, mà chậm rãi quay về bên cạnh hầu tử. Hầu tử mặt biến sắc, không ngừng hít hơi lạnh, kích động, chấn động, kinh ngạc, các loại cảm xúc xông lên đầu, duy chỉ không sợ hãi. Đây là Diệp Bắc Minh, anh em của anh ta có gì phải sợ? Anh Diệp, anh quá lợi hại, mẹ kiếp, anh là võ giả sao? Hầu tử rất kích động. Ở trong trường đại học, anh cũng từng nghe nói đến võ giả. Những người này thường không qua lại với người bình thường. Người bình thường cũng không nhìn thấy võ giả, dù nhìn thấy cũng không nhận ra được. Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Đi, tôi dẫn anh đi báo thù. Nói xong liền kéo hầu tử đi lên xe súp của người Hùng Quốc để lại, chạy thẳng đến nhà họ Quân. Cái gì? Người Hùng Quốc bị giết? Còn giết chết một đại tông sư? Sao có thể? Trụ sở chính chịu trách nhiệm đại hội quân võ lần này tại Trung Hải. Dư Thiên Long thấy Đường Văn Quân đến bẩm báo. Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế. Là ai giết? Lá gan quá lớn. Dư Thiên Long nghiêm nghị. Đại hội quân võ mấy ngày nữa là bắt đầu. Lúc này người Hùng Quốc lại chết ở Trung Hải. Đến lúc đấy chúng ta sẽ giải thích với cộng đồng quốc tế như thế nào đây? Đường Văn Quân lắc đầu. Vẫn chưa biết ai giết. Chỉ là vừa rồi có người báo cảnh sát. Người của chúng ta đã đi rồi. Huỳnh Hát đã đi điều tra camera ghi hình lúc đó, rất nhanh sẽ quay trở lại thôi. Vừa dứt lời, Dương Huỳnh Hát đi đến, cầm máy tính bảng. Cháu đã phục chế xong camera rồi, hai người chắc chắn sẽ không ngờ đến là ai giết người Hùng Quốc đâu. Ai? Dương Thiên Long nhìn sang. Dương Huỳnh Hát phát camera thu hình, nói ra một cái tên, Diệp Bắc Minh. Cái gì? Diệp Bắc Minh? Sao có thể chứ? Đây chính là Đại Tông Sư Long Quốc. Đường Văn Quân mặt không thể tin nổi, sắc mặt Dư Thiên Long không ổn định. Mấy ngày trước bọn họ đến phủ Diệp ở Giang Nam tìm Diệp Bắc Minh, dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, mời ăn gia nhập Long Hồn. Đáng tiếc bị Diệp Bắc Minh coi thường, khiến bọn họ chịu nhục. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại đến Trung Hải. Nhìn về phía camera thu hình, video có hơi dài. Từ lúc hai võ giả Hồng Quốc bắt đầu đánh hầu tử, Diệp Bắc Minh xuất hiện, đánh gãy tứ chi hai võ giả Hồng Quốc. Tiếp đó, đoàn xe của người Hùng Quốc xuất hiện, không một lời liền ra tay. Sau khi Diệp Bắc Minh giết chết hai võ giả Hùng Quốc, những người còn lại chạy trốn. Đây là... Dư Thiên Long ngây ra, đè thấp giọng. Người bị một quyền đánh chết là Hugues, tông sư võ đạo của Hùng Quốc. Người bị đẹp một quốc bể đầu, tên O'Neil, thực lực đại tông sư. Một quyền đánh chết tông sư võ đạo, một cước giết chết đại tông sư. Đường Văn Quân ngây người, mặt đẹp nóng bừng. Dương Huyền Hắc im lặng không nói, trong mắt đều là ghen tị và cay độc. Diệp Bắc Minh tuổi tác tương đương với anh ta, thực lực võ đạo vậy mà lại khủng khiếp như vậy. Dư Thiên Long mặt không thể tin nổi. Chúng ta đã suy đoán sai về Diệp Bắc Minh này, rốt cuộc hắn có thực lực gì? Dương Huyền Hắc lặn giọng nói.
Tướng quân, mặc kệ Diệp Bắc Minh thực lực gì, hắn giết người trong địa bàn chúng ta quản lý. Trung Hải không phải Giang Nam, không đến lượt Diệp Bắc Minh nghe ngược. Cháu đề nghị bắt hắn ngay lập tức. Chuyện xảy ra ở dạ tiệc từ thiện Long Đô bọn họ không hề biết. Theo như bọn họ thấy, Diệp Bắc Minh cùng lắm chỉ ngạo mạn ở Giang Nam, đến Trung Hải còn dám làm điều sằng bậy, chắc chắn là hành động đâm đầu vào chỗ chết. Tút tút tút, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Sau khi Dư Thiên Long nghe xong, bên trong truyền đến giọng nói phẫn nộ, sắc mặt ông ta đen lại, cúp điện thoại. Cấp trên gọi điện thoại tới, người bên Hùng Quốc rất tức giận. Sự kiện lần này ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, các nước trên thế giới tham gia đại hội quân võ đều chờ xem chuyện cười của chúng ta. Ông ta trực tiếp hạ lệnh, đi dẫn người đi bắt Diệp Bắc Minh. Tút tút tút, lại một cuộc điện thoại gọi tới. Dư Thiên Long kinh hãi, cái gì? Diệp Bắc Minh đi đến nhà họ Quân, hắn điên rồi sao? Dám khiêu chiến ranh giới cuối cùng của thế gia. 10 giờ tối, cửa nhà họ Quân ở Trung Hải yên tĩnh. Diệp Bắc Minh lái xe súp của người Hồng Quốc ngân ngang dừng ở cửa lớn nhà họ Quân. Anh là ai? Đúng là to gan, cút mau, biết đây là đâu không? Một đám người làm khí thế hung hăng xông tới. Hầu tử có phần lo lắng, anh ta túm lấy cánh tay Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, hay là chúng ta đi thôi? Diệp Bắc Minh vỗ vai anh ta, truyền vào một tia nội tình. Yên tâm, mọi thứ đều có tôi lo, quân vô tài không trả giá. Tâm ma của hầu tử không thể biến mất, cuộc đời này của anh ta coi như xong. Diệp Bắc Minh xuống xe, hầu tử nhìn theo bóng lưng Diệp Bắc Minh, toàn thân đang run rẩy. Anh ta hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đẩy cửa xe ra đi xuống. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt mở miệng, 3 phút, bảo quân vô tài ra gặp tôi. Con mẹ nó, mày! Một quản sự đi lên phía trước, chỉ vào mũi Diệp Bắc Minh đang muốn mắng chửi. Ầm, một tảng ảnh lướt qua, tên quản sự này ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Bị Diệp Bắc Minh dùng một cước đạp bay, cửa lớn của nhà họ Quân xuất hiện một lỗ thủng hình người trông vô cùng khủng khiếp. Cửa lớn chế tạo từ gỗ cứng lại bị xuyên thủng. Rít, những người làm khách trong nhà họ Quân hít một hơi lạnh, toàn bộ lùi về phía sau. Lương tháng có 3.000, mày liều mạng làm gì chứ? Hầu tử, đi! Diệp Bắc Minh đi vào cửa lớn nhà họ Quân. Hầu tử cực kỳ kích động. Được. Tập 25 của bộ truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lên An xin hẹn gặp lại tất cả các quý vị thính giả vào tập tiếp theo. Mọi người hãy nhớ like và subscribe cho kênh Ngôn Tuyển Risto để nhận được những thông báo mới nhất nha.